đó, vào cuối giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Hội thảo nhằm giới thiệu môi trường, tiềm năng đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp Nhật Bản, chia sẻ trải nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang quan tâm đầu tư các dự án tại thành phố. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đà Nẵng được xác định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, là thành phố cảng chiến lược, đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của khu vực miền Trung Việt Nam. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng tập trung phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, một trong những trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học công nghệ phát triển của đất nước, trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế, đô thị sinh thái hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo. Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt đối với thị trường Nhật Bản. Đến nay, tổng số doanh nghiệp văn phòng đại diện dự án của các công ty Nhật Bản đóng trên địa bàn thành phố đã lên đến con số trên 200, đứng thứ nhất về tổng số dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố. Tổng số vốn đầu tư lên đến gần 1 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ nhất trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng. Nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản đã có những dự án thành công tại thành phố trong lĩnh vực sản xuất bất động sản, du lịch, công nghệ thông tin, tiêu biểu là dự án khu nghỉ dưỡng và spa của tập đoàn Mikazuki. Hiện nay một số tập đoàn lớn của Nhật Bản cũng đang quan tâm đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, trung tâm thương mại quốc tế, công nghệ cao, y tế. Về hợp tác cấp địa phương, Đà Nẵng cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản, bao gồm Kisarazu, Kawasaki, Sakai và Yokohama. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có, nhân hội thảo này, Đà Nẵng mong muốn mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh, du lịch và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai những dự án đầu tư kinh doanh thành công tại thành phố.